Hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 13 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, huyện Phù Cừ ghi nhận ca bệnh đầu tiên liên quan đến ổ dịch huyện Yên Mỹ trong đợt dịch mới này. Còn tại huyện Kim Động xuất hiện ca dương tính có nguồn lây mới là phụ xe tuyến Bắc Nam. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 6 bệnh nhân mới trong các khu vực cách ly phong tỏa từ trước có địa chỉ ở thị trấn Yên Mỹ, xã Trung Hưng, Thanh Long. Trong đó, 2 bệnh nhân liên quan đến quán cắt tóc Khoa Thơm, 3 bệnh nhân liên quan đến lái xe tuyến Bắc Nam, 1 bệnh nhân là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên. Huyện Tiên Lữ ghi nhận 3 ca ở xã An Viên và Minh Phượng. Trong đó, có chồng của nữ nhân viên trung tâm y tế huyện từng di chuyển qua nhiều tỉnh thành có dịch ở Việt Nam. Bước đầu xác định đây có thể là nguồn lây của chùm ca bệnh ở huyện Tiên Lữ hiện nay. Huyện Phù Cừ ghi nhận bệnh nhân đầu tiên trong đợt dịch mới này là nữ công nhân công ty Tân Á Hưng Yên ở thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng, huyện Kim Động, ghi nhận 2 ca bệnh mới. Trong đó, 1 ca ở thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên, 1 ca là phụ xe tuyến Bắc Nam ở thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng có lịch trình di chuyển đến thành phố Hưng Yên và tỉnh Bình Dương. Huyện Khói Châu ghi nhận 1 bệnh nhân ở thôn Vân Ngoại, xã Hồng Tiến là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên. Đến nay, ổ dịch công ty này đã ghi nhận 10 ca bệnh, tất cả đều đã được cách ly từ trước. Liên quan đến những ca bệnh mới, các địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa, giãn cách các khu vực có nguy cơ và thực hiện nhiều biện pháp cấp bách để dập dịch. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên cũng quyết định tạm dừng hoạt động vận tải khách bằng ô tô đến, về từ vùng có dịch, nhất là tuyến khách Bắc Nam. Tính từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 56 ca bệnh, trong đó huyện Yên Mỹ có 42 ca, huyện Tiên Lữ 5 ca, huyện Kim Động 4 ca, huyện Khoái Châu 3 ca, huyện Ân Thi và Phù Cừ cùng có 1 ca.